hôm nay chúng tớ sẽ mang mèo đi bệnh viện thú y để triệt sản. Trước khi triệt sản thì các bé sẽ phải nhịn ăn trước 6 tiếng để khi phẫu thuật không bị nôn. Triệt sản cho mèo có thể làm tăng tuổi thọ và tránh được nguy cơ của các bệnh ung thư tinh hoàn, ung thư tuyến tiền liệt ở mèo đực và giảm các bệnh ung thư, viêm tử cung, viêm hệ thống sinh sản ở các mèo cái. Còn một lợi ích nữa là sẽ tránh được việc mèo đi lang thang, đi lạc hướng đến mất mèo. Có nhiều người quan điểm rằng triệt sản cho mèo là có tội, nhưng nếu để cho chúng sinh sản mà không chăm sóc được đầy đủ, vứt mèo con ra đường cho tự sinh tự diệt thì tội còn nặng hơn rất nhiều. Thế là một người yêu mèo, yêu động vật tỉnh táo và thí tình. Đừng nghĩ rằng nếu không nuôi được thì gửi mèo vào các trạm cứu trợ. Ở nước mình trạm cứu trợ động vật rất ít, thường xuyên bị quá tải và phải ưu tiên các trường hợp bị bệnh, bị tai nạn. Chó mèo già, chi phí triệt sản chỉ khoảng 200-300 nghìn. Mẫu tự tiêm thuốc mê nên không bị đau quá nhiều đâu các bạn. Lúc mà làm mấy bé mới tiêm tì mê xong nên là mấy bé sẽ bị hơi sót ở ngay cái chỗ tiêm nên mình phải xoa để cho mấy bé đỡ đau. Anh Châu Cô thì giỏi lắm, anh Châu Cô à, không có giống như ba em kia. Anh Châu Cô à, nam tính không có thấy đau gì á, kiến cắn không thấy đau. 1 hour later. Không có đau, có tiếng mê không đau. Lúc mà là tiếng xong rồi nè. Simba này nó khỏe ghê á, khi nó mà nó lè lưỡi chứ mà thấy sao Simba nó khỏe lắm, nó săn nó cũng sắp tỉnh nè, là mặc dù mới thiến xong rồi sao mình là nó ngủ luôn anh. Đây hai bé này mới đi thiến rồi còn thuốc mê nên là chưa có đi lại được, còn hai bé này thì tụi nó hơi tỉnh rồi nhưng mà tụi nó còn loạn trạng lắm. Mấy bạn thiến mấy bé về thì không nên cho mấy bé ở mấy chỗ cao nha, cho mấy bé ở mấy chỗ thấp thôi, không cho ăn uống luôn. Để quá trình hồi phục của mèo đực sau thiến diễn ra thuận lợi cần lưu ý những điều sau: sử dụng loa chống nhiễm để mèo không đụng vào vùng bị phẫu thuật trong 24 giờ đầu, giám sát mèo cẩn thận trong vòng 24 đến 48 giờ sau khi phẫu thuật. Nếu có vấn đề gì thì mang đến gặp bác sĩ thú y để xử lý kịp thời, kiểm tra vết thương mỗi ngày xem có bị sưng, chảy máu không. Không đau rồi. Thông thường sau 3 đến 4 ngày vết thương sẽ bắt đầu lành, tạo không gian thoải mái, yên tĩnh cho mèo, dọn vệ sinh chuồng thật cẩn thận. Không tắm rửa trong vòng 10 đến 14 ngày sau phẫu thuật để tránh việc vết thương dính nước dẫn đến hở và nhiễm trùng. 6 tiếng sau phẫu thuật mèo có thể bị nôn, đi tiểu không tự chủ, được được các bạn cần theo dõi thêm nếu hiện tượng này kéo dài nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Khách Huy. Ở trong đó dài ngày nha. Cookies baking while mama's making the same brown bread she makes every Christmas Eve.